Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 thiết kế mạch tuần tự 2 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với ngôn ngữ Verilog. Tiếp tục nội dung thứ tư, đếm có điều khiển. Bài tập 53 yêu cầu như sau: thiết kế mạch đếm bài số BCD có button 0 làm reset, có SW0 làm tín hiệu enable SS, có SW1 làm enable UD để chọn đếm lên, đếm xuống, có SW23 chọn tín hiệu enable 1H hoặc 5H hoặc 10H hoặc 20H. Đồng bộ theo xung CK hệ thống có tần số 50 MHz, hiển thị 3 LED 7 đoạn, sử dụng khối giải mã hiển thị 8 LED đã thiết kế, có xóa số 0 vô nghĩa. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết đếm ba số dùng khối hiển thị, xóa số 0 vô nghĩa, chọn 1 trên 4 tần số. Thứ hai là biết vẽ sơ đồ các khối con, liên kết các khối. Thứ ba là biết lập trình thiết kế mạch dùng ngôn ngữ Verilog. Thứ tư là biết quan sát đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước thứ nhất, xây dựng sơ đồ khối. Bài này gồm có các khối như sau: khối chi 10 enable, khối đếm ba số SSUD, khối xóa số 0 vô nghĩa, khối giải mã hiển thị 8 LED và module 8 LED 7 đoạn kết nối theo phương pháp quét. Bây giờ ta sẽ tiến hành kết nối các khối này lại với nhau. Và đây là kết quả sau khi kết nối. Như vậy, bước thứ nhất, xây dựng sơ đồ khối và liên kết các khối đã thực hiện xong. Ta sang bước thứ hai, tiến hành phân tích. Để thuận tiện cho việc gắn chân và kiểm tra trên kit FPGA, thì ta thiết kế thêm một khối bao phủ bên ngoài, được đặt tên là đếm ba số SSUD 4 tần số, xóa vô nghĩa, hiển thị 7 đoạn, với các tín hiệu ngõ vào gồm có CK hệ thống, button 0, switch 0, switch 1, switch 2, 3, ngõ ra là 7 segment và cathode đều là 8 bit. Tiếp theo ta sẽ phân tích hoạt động của sơ đồ khối này. Tín hiệu ngõ vào CK hệ thống sẽ cấp cho các khối chi 10 enable, khối đếm 3 số SSUD, khối giải mã hiển thị 8 LED. Khối chi 10 enable sẽ tạo ra 4 tín hiệu enable 1H, 5H, 10H, 20H theo đúng yêu cầu của đề bài, rồi đưa đến ngõ vào của khối đa hợp 4 kênh 1 bit. Tín hiệu chọn kênh là switch 2, switch 3 sẽ chọn một trong bốn tần số này, đưa đến ngõ ra, gắn cho tín hiệu trung gian enable DB, rồi nói đến ngõ vào enable DB của khối đếm 3 số SSUD để cho phép khối này tăng giá trị theo đúng tần số đã chọn. Ngõ ra enable 1 kHz sẽ nói với tín hiệu trung gian, rồi nói đến ngõ vào enable 1 kHz của khối giải mã hiển thị 8 LED để cho phép khối này hoạt động quét hiển thị trên 8 LED. Tiếp theo là khối đếm 3 số SSUD với ngõ vào enable UD nối với switch 1 để chọn chế độ đếm lên khi bằng 1, chọn chế độ đếm xuống khi bằng 0. Ngõ vào enable SS nối với switch 0, khi bằng 0 thì mạch đếm này ngừng, khi bằng 1 thì cho phép mạch đếm này thay đổi giá trị theo tín hiệu enable DB. Ngõ vào reset có chức năng xóa các ngõ ra đơn vị chục trăm về 0 khi thực hiện quá trình đếm lên, và nó sẽ nạp 3 số 9 khi thực hiện quá trình đếm xuống. Các ngõ ra đơn vị chục trăm sẽ nói với 3 tín hiệu trung gian tương ứng, rồi nói đến 3 ngõ vào LED 70, 71, 72 của khối giải mã hiển thị 8 LED để cho khối này giải mã hiển thị trên 3 LED tương ứng là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm LED 70, 71, 72. Các ngõ vào còn lại của khối giải mã hiển thị 8 LED là từ 73 cho đến LED 77, được gắn các số từ 3 cho đến 7. Ngõ vào dấu chấm 8 LED được gắn số hết X00, khi đó nó sẽ điều khiển 8 dấu chấm của 8 LED tắt. Còn ngõ vào enable 8 LED sẽ được gắn các giá trị như sau: enable 8 LED bit thứ 0 được gắn bằng 1, điều đó có nghĩa là LED thứ 0 luôn luôn sáng giá trị hàng đơn vị. Enable 8 LED từ bit thứ 7 đến bit thứ 3 được gắn bằng 5 bit 0, có nghĩa là LED 7, 7, 6, 7, 5, 7, 4, 7, 3 luôn luôn tắt. Với những gì đã trình bày thì tín hiệu enable 8 LED còn thiếu 2 bit thứ 2 và thứ 1. Theo yêu cầu của đề bài có xóa số 0 vô nghĩa, và điều đó được thực hiện bởi khối xóa số 0 vô nghĩa này với tín hiệu ngõ vào là hàng trăm, hàng chục. Ngõ ra là tín hiệu enable 2 bit sẽ nói đến bit thứ 2 và thứ 1 của tín hiệu enable 8 LED để điều khiển xóa vô nghĩa hàng trăm, hàng chục. Như vậy, bước thứ hai phân tích đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ ba, tiến hành viết chương trình cho các khối.
Đây là chương trình của khối đếm 3 số SSUD 4 tần số, xóa vô nghĩa hiển thị 7 đoạn. Phần khai báo các bọt vào ra như sau. CK hệ thống button 0 là các bọt ngõ vào 1 bit, switch là ngõ vào 4 bit, 7 segment cathode là các bọt ngõ ra 8 bit. Tiếp theo là khai báo các tín hiệu dùng để kết nối các khối với nhau. Enable DB, enable 1 kHz, enable 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz là các tín hiệu 1 bit. Đơn vị chục, trăm là các tín hiệu 4 bit. Dấu chấm 8 led, enable 8 led là các tín hiệu 8 bit. Enable 2 bit là tín hiệu 2 bit. Lệnh gán. Dấu chấm 8 led được gán bằng 8 bit nhị phân 0 để tắt 8 dấu chấm. Lệnh gán tiếp theo, enable 8 led từ bit thứ 7 đến bit thứ 3 được gán 5 bit nhị phân đều bằng 0 để tắt 5 led 77 cho đến led 73. Lệnh gán tiếp theo là enable 8 led từ bit thứ 2 đến bit thứ 1 được gán bằng tín hiệu trung gian enable 2 bit, chính là ngõ ra của khối xóa số 0 vô nghĩa. Lệnh gán tiếp theo tiến hành gán enable 8 led bit thứ 0 luôn gán bằng 1 để cho phép led thứ 0 luôn luôn sáng. Lệnh gán dấu chấm 8 led được gán bằng 8 bit nhị phân 0 để tắt 8 dấu chấm. Lệnh gán tiếp theo enable 8 led từ bit thứ 7 đến bit thứ 3 được gán 5 bit nhị phân đều bằng 0 để tắt 5 led 77 cho đến led 73. Lệnh gán tiếp theo là enable 8 led từ bit thứ 2 đến bit thứ 1 được gán bằng tín hiệu trung gian enable 2 bit, chính là ngõ ra của khối xóa số 0 vô nghĩa. Lệnh gán tiếp theo tiến hành gán enable 8 led bit thứ 0 luôn gán bằng 1 để cho phép led thứ 0 luôn luôn sáng. Các lệnh gán này thực hiện các chức năng như đã phân tích ở bước 2. Tiếp theo là lệnh gán tín hiệu có điều kiện enable DB sẽ gán bằng tín hiệu enable 1 Hz ở ngõ vào khi switch 32 có giá trị là 00. Nó sẽ gán tín hiệu enable 5 Hz khi switch có giá trị là 01. Nó sẽ được gán tín hiệu enable 10 Hz khi switch có giá trị là 10. Và cuối cùng nó sẽ được gán bằng tín hiệu enable 20 Hz. Đây chính là lệnh mô tả cho khối đa hợp 4 kênh để chọn một trong 4 tín hiệu ở ngõ vào gán cho tín hiệu ngõ ra enable DB. Tiếp theo là các lệnh mô tả cho các khối con bên trong, bắt đầu với khối IC1, chính là xóa số 0 vô nghĩa. Phần ánh xạ, các tín hiệu vào ra như sau. Ngõ ra enable 2 bit sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 2 bit. Ngõ vào hàng chục sẽ nói với tín hiệu trung gian hàng chục. Ngõ vào hàng trăm sẽ nói với tín hiệu trung gian hàng trăm. IC2 chính là khối chia 10 enable. Với CK hệ thống ở ngõ vào sẽ nói với CK hệ thống từ bên ngoài. Ngõ ra enable 1 kHz sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 1 kHz. Ngõ ra 1 Hz sẽ nói với tín hiệu trung gian 1 Hz tương ứng. Ngõ ra enable 5 Hz sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 5 Hz. Ngõ ra enable 10 kHz sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 10 kHz. Ngõ ra enable 20 Hz sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 20 Hz. IC3 chính là khối đếm 3 số SSUD với CK hệ thống ở ngõ vào sẽ nói với CK hệ thống từ bên ngoài. Ngõ vào reset sẽ nói với ngõ vào button 0. Ngõ vào enable SS sẽ nói với ngõ vào switch 0. Ngõ vào enable up down sẽ nói với ngõ vào switch 1. Ngõ vào enable DB sẽ nói với tín hiệu trung gian enable DB. Ngõ ra đơn vị chục trăm sẽ nói với các tín hiệu trung gian đơn vị chục trăm tương ứng. IC4 chính là khối giải mã hiển thị 8 led với CK hệ thống ở ngõ vào sẽ nói với CK hệ thống từ bên ngoài. Ngõ vào enable 1 kHz sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 1 kHz. Ngõ vào led 70, 71, 72 sẽ nói với các tín hiệu trung gian đơn vị chục trăm. Các ngõ vào từ led 73 đến led 77 sẽ nói các con số tương ứng từ 3 đến 7. Ngõ vào dấu chấm 8 led sẽ nói với tín hiệu trung gian dấu chấm 8 led. Ngõ vào enable 8 led sẽ nói với tín hiệu trung gian enable 8 led. Ngõ ra 7 segment sẽ nói với tín hiệu ngõ ra từ bên ngoài 7 segment. Ngõ ra cathode sẽ nói với tín hiệu ngõ ra cathode từ bên ngoài. Kết thúc chương trình. Tiếp theo là chương trình của khối con đếm 3 số SSUD. Phần khai báo các bọt vào ra như sau.
CK hệ thống Reset Enable DB, Enable SS, Enable Up-Down là các port ngõ vào 1 bit. Đơn vị chục trăm là các port ngõ ra 4 bit. Khai báo 6 thanh ghi, đơn vị RI, đơn vị NET, chục RI, chục NET, trăm RI, trăm NET đều là 4 bit. Tiếp theo là phần mô tả thanh ghi trạng thái. OWA cộng Negative SCK hệ thống, Positive S Reset. Nếu tín hiệu Reset tích cực mức 1 và nếu tín hiệu Enable UD bằng 1, mạch đang chọn chế độ đếm lên, thì tiến hành gán đơn vị RI, chục RI, trăm RI đều bằng 0. Ngược lại, nếu tín hiệu Enable Up Down bằng 0, thì thực hiện các lệnh gán đơn vị RI, chục RI, trăm RI đều bằng 9. L là khi không có tín hiệu Reset mà có tín hiệu cảnh xuống của xung CK hệ thống thì thực hiện 3 lệnh gán. Đơn vị RI sẽ được gán bằng đơn vị NET, chục RI được gán bằng chục NET, trăm RI sẽ được gán bằng trăm NET. Đây là các lệnh mô tả cho khối nested logic OWA cộng sao begin. Thực hiện các lệnh gán đơn vị NET được gán bằng đơn vị RI, chục NET bằng chục RI, trăm NET bằng trăm RI. Rồi lệnh if tiến hành kiểm tra hai điều kiện AND với nhau. Enable DB xem có bằng 1 hay không. Enable SS xem có bằng 1 hay không. Giả sử kết quả trả về là sai thì các lệnh tiếp theo sẽ không được thực thi. Rồi chờ xung CK để cập nhật các giá trị NET cho giá trị RI. Và sau khi cập nhật xong thì giá trị mới bằng giá trị cũ, xem như là mạch đếm không thay đổi giá trị hay mạch đếm ngừng đếm. Quá trình ngừng đếm này được kéo dài cho đến khi ta điều khiển ngõ vào Enable SS lên mức 1 để cho phép mạch này đếm. Và khi có thêm tín hiệu Enable DB bằng 1 nữa thì điều kiện này sẽ đúng. Lệnh if tiếp theo sẽ được thực hiện. Tiến hành kiểm tra tín hiệu Enable Up Down xem có bằng 1 hay không. Giả sử ta cho nó bằng 1 để chọn chế độ đếm lên. Lệnh if tiếp theo sẽ thực hiện. Tiến hành kiểm tra hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị RI xem có bằng 999 hay không. Giả sử các giá trị này ban đầu ta cho nó bằng 0, điều kiện này sẽ sai. Khi đó nhánh L này sẽ được thực hiện. Lệnh if này tiến hành kiểm tra hàng đơn vị RI xem có nhỏ hơn 9 hay không và điều kiện này đúng. Tiến hành gán đơn vị NET bằng đơn vị RI cộng 1 rồi chờ xung CK để cập nhật. Và quá trình này cứ thế tiếp tục, hàng đơn vị tăng dần cho đến một lúc nào đó hàng đơn vị bằng 9 thì điều kiện này không còn đúng nữa, nó sẽ thực hiện nhánh L. Tiến hành gán đơn vị NET bằng 0, xem như là hàng đơn vị đã hoàn tất một chu kỳ đếm từ 0 đến 9 và bây giờ chuẩn bị về 0. Lệnh if tiếp theo kiểm tra hàng chục RI xem có nhỏ hơn 9 hay không. Kết quả trả về là đúng vì hàng chục đang bằng 0. Tiến hành gán chục NET bằng chục RI cộng 1 xem như là tăng hàng chục. Rồi chờ xung CK để cập nhật. Sau đó chương trình sẽ quay lại tăng hàng đơn vị. Rồi sau đó tăng hàng chục và cứ như thế đến một lúc nào đó hàng chục sẽ bằng 9 thì điều kiện này sẽ sai và nhánh L này sẽ được thực hiện. Tiến hành gán hàng chục NET bằng 0 và hàng trăm NET được gán bằng hàng trăm RI cộng 1 xem như là tăng hàng trăm. Rồi chờ xung CK để cập nhật và quá trình này cứ thế tiếp tục tăng hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Đến một lúc nào đó hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị RI bằng 999 thì điều kiện này sẽ đúng. Khi đó các lệnh này sẽ được thực hiện. Tiến hành gán đơn vị NET bằng 0, chục NET bằng 0, trăm NET bằng 0, rồi chờ xung CK để cập nhật, xem như là một chu kỳ đếm lên từ 3 số 0 cho đến 999 đã hoàn tất. Và bây giờ bắt đầu lại một chu kỳ đếm mới. Nếu tín hiệu Enable UD không bằng 1, thì các lệnh tiếp theo này sẽ không được thực thi, xem như là nó đang chọn quá trình đếm xuống. Và khi đó nó sẽ thực hiện nhánh L. Đây là nhánh L, các bạn lưu ý. Lệnh if tiếp theo tiến hành kiểm tra hàng trăm RI, chục RI, đơn vị RI xem có bằng 3 số 0 hay không. Giả sử điều kiện này sai, khi đó nó sẽ thực hiện nhánh L này. Kiểm tra hàng đơn vị RI xem có lớn hơn 0 hay không. Giả sử điều kiện này đúng, tiến hành gán hàng đơn vị NET bằng hàng đơn vị RI trừ 1. Rồi chờ xung CK để cập nhật, xem như là quá trình đếm xuống hàng đơn vị đang giảm dần. Và đến một lúc nào đó thì hàng đơn vị RI bằng 0, điều kiện này sẽ sai và nhánh L này sẽ được thực hiện. Tiến hành gán đơn vị NET bằng 9, xem như là bắt đầu lại giá trị cho hàng đơn vị, đếm từ 9 xuống.
Lệnh Diệp tiến hành kiểm tra hàng chục rì xem có lớn hơn không hay không. Giả sử điều kiện này đúng, thì tiến hành gán hàng chục nét bằng hàng chục rì trừ 1, rồi chờ xung CK để cập nhật, rồi quay trở lại giảm hàng đơn vị, rồi đến một lúc nào đó giảm hàng chục và cứ như thế. Đến một lúc nào đó hàng chục bằng 0, thì nhánh L này sẽ được thực hiện, tiến hành gán hàng chục nét bằng 0, hàng trăm nét bằng hàng trăm rì trừ 1, rồi chờ xung CK để cập nhật, rồi lại quay trở lại tiếp tục giảm hàng đơn vị, giảm hàng chục, giảm hàng trăm. Rồi đến một lúc nào đó, giá trị hàng trăm rì, hàng chục rì, hàng đơn vị rì sẽ bằng 0. Khi đó điều kiện này sẽ đúng, thì các lệnh này sẽ được thực hiện, tiến hành gán hàng đơn vị nét, hàng chục nét, hàng trăm nét bằng 9. Xem như là nó đã hoàn tất một chu kỳ đếm từ 999 về 000 rồi quay trở lại 999 để thực hiện một quá trình đếm xuống mới. Tiếp theo là mạch điện cho khối ngõ ra, thực hiện 3 lệnh gán. Lấy giá trị hàng đơn vị rì, gán cho hàng đơn vị ở ngõ ra. Lấy giá trị hàng chục rì, gán cho hàng chục ở ngõ ra. Lấy giá trị hàng trăm rì, gán cho hàng trăm ở ngõ ra. Kết thúc chương trình còn đếm 3 số SSUD. Tiếp theo là chương trình con của khối xóa số 0 vô nghĩa, phần khai báo các bọt vào ra như sau. Hàng chục hàng trăm là 2 bọt ngõ vào 4 bit. Enable 2 bit là bọt ngõ ra 2 bit. Thực hiện lệnh gán tín hiệu có điều kiện. Enable 2 bit sẽ được gán bằng số nhị phân 2 bit 00 khi hàng trăm bằng 0 và hàng chục bằng 0. Khi đó xóa hay tắt led hàng trăm lẫn hàng chục vì chúng không có nghĩa. Ngược lại, tín hiệu enable 2 bit này sẽ được gắn bằng số nhị phân 2 bit 01 khi giá trị hàng trăm bằng 0. Trường hợp này chỉ có một mình hàng trăm bằng 0 cho nên tắt led hàng trăm, còn hàng chục có nghĩa cho nên chúng ta phải cho nó bằng 1 để cho phép led hàng chục sáng. Và nếu điều kiện này không đúng nữa thì có nghĩa là hàng trăm khác 0, hàng chục cũng khác 0, thì tiến hành gán tín hiệu enable 2 bit này bằng số nhị phân 2 bit 11, khi đó cho phép led hàng trăm sáng và led hàng chục cũng sáng. Tiếp theo là chương trình của khối chia 10 enable đã được thực hiện ở các bài trước. Bạn tiến hành add copy sang project này, rồi mở thêm các tín hiệu cho đúng yêu cầu. Còn chương trình của khối giải mã hiển thị 8 led cũng đã thực hiện ở các bài trước. Tiến hành add copy 5 file của khối này vào. Như vậy toàn bộ chương trình ở bước thứ 3 của bài tập 513 này đã thực hiện xong. Sang bước thứ 4, tiến hành add file gắn chân vào project này, rồi mở các chân từ switch 0 đến switch 3, CK hệ thống, button 0, 7 segment từ thứ 0 đến thứ 7, cathode từ thứ 0 đến thứ 7. Đây là toàn bộ chương trình của bài tập 513. Sau đó tổng hợp toàn bộ chương trình, rồi nạp file cấu hình vào chip FPGA, sau đó chuyển sang bước thứ 5. Tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Trước khi quan sát kết quả, chúng ta cần xác định các thành phần. Đây là chip FPGA, còn đây là cặp nút nhấn button 0 làm reset. Đây là 4 switch, và đây là module 8 led 7 đoạn quét. Đang hiển thị hàng đơn vị bằng 0, còn hàng chục, hàng trăm đang vô nghĩa nên bị tắt đi. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Như vậy, yêu cầu của bài đã thực hiện đầy đủ. Các bạn xem phần trình bày, có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 513 này.